Kính thưa các quý thầy cô, thưa các anh chị em và các bạn đồng nghiệp, kính thưa các quý vị đại biểu tham dự buổi hội thảo. Hôm nay tôi xin được trình bày về cách bảo vệ và chăm sóc cho đối tượng yếu thế trước dịch bệnh COVID-19. COVID-19 là bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do một loại virus corona có tên là SARS-CoV-2 gây ra. Sau 2 năm xuất hiện thì bệnh dịch đã khiến cho hơn 217 triệu người nhiễm và hơn 4,5 triệu người tử vong trên toàn thế giới, và nó vẫn tiếp tục còn gia tăng. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tại Việt Nam thì bệnh dịch đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành. Virus SARS-CoV-2 được ví như là một vũ công thông minh và nó muốn nhảy với rất là nhiều người, không kể địa vị, tuổi tác hay là vùng miền. Bệnh COVID-19 xảy ra khi mà virus SARS-CoV-2 tương tác với cơ thể con người. Người nhiễm COVID-19 thì có thể có hoặc không có các triệu chứng. Thường thì chúng ta nhìn thấy xuất hiện các triệu chứng ở đường hô hấp như là ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi và các triệu chứng khác như là mất vị giác, khứu giác hay là đau mỏi người. Người nhiễm COVID-19 có thể có diễn biến nặng, nguy kịch và thậm chí có thể tử vong. Các đối tượng yếu thế đó là trẻ nhỏ, là người cao tuổi, người khuyết tật, người có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch như là nhiễm lao, nhiễm HIV hay là người mắc bệnh tâm thần. Đó là những người mà không có khả năng hoặc giảm khả năng tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như là vệ sinh cá nhân, đi lại, ăn uống, vân vân, và họ cần có sự trợ giúp từ công cụ hoặc từ người hỗ trợ. Người yếu thế thì có thể có nguy cơ mắc COVID cao hơn, và khi mà mắc COVID thì người ta có khả năng diễn biến nặng cao hơn bởi vì họ thường gặp rào cản trong việc thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ bản. Vì người ta hầu hết là người ta bị mắc các cái triệu chứng khiếm dụng, ví dụ như người cao tuổi thì có thể là giảm cái năng lực của các cơ quan ngũ quan, hạn chế trong việc vận động. Và vì thế cho nên là họ khó khăn trong việc tiếp cận các cái thiết bị vệ sinh. Thậm chí là họ khó khăn trong việc hoàn thiện hay là thực hiện đúng thao tác, các cái thao tác về vệ sinh cá nhân. Họ có khó khăn trong việc thực hiện giãn cách xã hội trong thực tế, bởi vì họ là đối tượng có mắc các hội chứng khiếm dụng và vì thế họ có nhu cầu phải hỗ trợ bổ sung. Và là người yếu thế cho nên sự cần thiết phải chạm vào mọi thứ để có được thông tin từ môi trường sống xung quanh họ và để nhận được sự hỗ trợ. Họ cũng gặp rào cản trong việc tiếp cận các thông tin y tế công cộng, khó khăn trong việc sử dụng các cái thiết bị thông minh để tiếp cận với các thông tin y tế trong xã hội hay là từ các thông tin phương tiện truyền thông đại chúng. Họ có mắc các hội chứng khiếm dụng cho nên là khó khăn trong việc tiếp xúc hay là hiểu hay là nhận thức được các phân tích và nhận thức được các phương tiện từ các cái thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng. Và một khó khăn nữa đấy là sức đề kháng giảm hoặc là suy giảm miễn dịch do các bệnh nền. Vì thế cho nên là cái khả năng mà nhiễm virus khi tiếp xúc với cả người mang mầm bệnh virus thì sẽ dễ bị nhiễm hơn. Và nếu mà khi mà đã nhiễm bệnh rồi thì cái nguy cơ chuyển bệnh nặng cũng sẽ cao hơn người khác. Nhiều người có thể nói rằng là người khuyết tật hay là người cao tuổi, người ta yếu rồi người ta không đi ra ngoài, vậy thì tại sao người ta lại có nguy cơ nhiễm cao hơn? Đấy là bởi vì tất cả những cái việc rào cản của họ làm cho họ có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn. Vậy thì chúng ta phải phòng COVID-19 cho họ như thế nào? COVID-19 lây qua đường tiếp xúc là gồm có tiếp xúc trực tiếp như là bắt tay, ôm hôn, hay là đối với trẻ nhỏ thì là từ người mẹ hay là người chăm sóc trẻ nhỏ phải bế ẵm hàng ngày, hay là đối với người khuyết tật hay là người cao tuổi thì cái có thể lây qua việc tiếp xúc với người chăm sóc, rồi là qua tiếp xúc với gián tiếp bằng cách là chạm tay vào các bề mặt nhiễm virus rồi đưa lên miệng, mắt, mũi của mình như là gậy rồi xe lăn rồi là những cái dụng cụ ống nhổ chẳng hạn. Đó thì
Ngoài ra thì có thể lây qua đường giọt bắn khi mà tiếp xúc gần dưới 2 mét hay là dưới 1 mét đối với cái người chăm sóc. Với cái người bị nhiễm, trong cái việc là giao tiếp với nhau, ho, hát hơi, nói chuyện, tạo ra các cái giọt có chứa virus bắn vào mắt, mũi, miệng hoặc là hít phải các cái giọt bắn đó. Rồi là tiếp xúc qua đường không khí trong môi trường kín và có thông khí kém. Khi thực hiện chăm sóc y tế có tạo ra những cái hạt nhỏ như aerosol chứa virus lan trong không khí và có thể gây nhiễm nếu mà hít phải. Vậy thì chúng ta phòng ngừa như thế nào? Chúng ta cần phải giúp họ rửa tay, tắm gội thường xuyên, rửa tay đúng kỹ thuật và khuyên họ phải hạn chế sờ tay lên mặt. Đối với cả người chăm sóc thì cũng không sờ tay lên mặt của người bệnh, cũng như là sờ tay lên mặt của bản thân và sau đó thì lại khi hỗ trợ cho người yếu thế như là người cao tuổi hay người khuyết tật thì lại sờ lên mặt người ta. Thứ hai là phải mang, và thứ ba nữa là phải mang khẩu trang đúng cách và hạn chế sinh hoạt trong một cái không gian kín. Người cao tuổi thì thường hay mắc cái bệnh nền, rồi là cái dung tích hô hấp có thể nó giảm hơn và vì thế cho nên là họ thường có thói quen khạc nhổ. Và vì vậy thì cái người chăm sóc phải tạo ra một cái môi trường cho người ta là để cái ống nhổ bên cạnh người bệnh để cho người ta không nhặt khạc nhổ bừa bãi, để thu gom các cái đấy lại và xử lý đúng quy trình. Đối với người khuyết tật hay là người cao tuổi hay là trẻ em thì chúng ta không thể nào giữ được cái khoảng cách 2 mét bởi vì là người ta không thể tự điều khiển được các cái hoạt động sinh hoạt thường ngày. Vì thế nên là cái người hỗ trợ phải đứng rất là gần người ta và khoảng cách được khuyến cáo đó là cố gắng giữ được khoảng cách tối thiểu là 1 mét. Ngoài cái 5K, cái thông điệp 5K mà cần phải giữ là đeo khẩu trang, rồi khử khuẩn, rồi không tụ tập đông người, phải khai báo y tế và giữ khoảng cách, thì đôi khi chăm sóc các đối tượng yếu thế thì chúng ta cần phải lưu ý một phần nữa, đấy là cẩn thận vệ sinh những dụng cụ dùng chung bằng các dung dịch sát khuẩn như là gậy này, xe lăn này, điện thoại này, con chuột và bàn phím. Đấy là những cái vật dụng mà người yếu thế cần phải dùng và thường xuyên dùng nó để mà trong các cái để mà hỗ trợ người ta trong các sinh hoạt hàng ngày. Lưu ý là ngoài các cái phương tiện dự phòng và ngoài cái tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế thì chúng ta cần có khuyến khích họ có thêm cái duy trì cái sức khỏe tốt bằng cách là ngủ đủ giấc, sinh hoạt điều độ, thức dậy và đi ngủ đúng giờ, tăng cường các cái tương tác xã hội qua các thiết bị, ví dụ như là giữ liên lạc với gia đình, với bạn bè qua điện thoại hoặc là video call, hoặc là nhờ người thân bạn bè giúp đỡ nếu mà có gặp khó khăn trong việc sử dụng các cái thiết bị thông minh. Rồi là sống lạc quan vui vẻ, thì cái điều đó nó làm cho cái tinh thần nó tốt lên. Hạn chế xem các cái tin tức về các Covid-19, rồi dẹp bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực về bệnh tật, ví dụ như là tự ti rằng là tôi không được lành lặn, tôi khó khăn trong việc di chuyển, hay là tôi có các cái bệnh nền, vì thế nên lúc nào cũng mang một cái tinh thần là lo lắng thái quá về bệnh tật. Và phải nên sử dụng các kỹ thuật thư giãn như là hít thở sâu, rồi thiền, rồi tập yoga, hoặc là đơn giản là tùy theo cái điều kiện về có thể có những cái tập nó hợp lý. Và nhớ là phải tập thể dục một cách hăng hái bằng cách là đi bộ trong nhà hay là đứng ngồi lên trên ghế tay vịn, hay là tập ngồi trên xe lăn cũng có thể tập luyện được bằng cách là vung tay chân, rồi xoa bóp chân, vỗ chân để giúp cho lưu thông tốt hơn. Đồng thời với cái việc tập thể dục đó thì cũng giúp cho cái người cao tuổi hay là người khuyết tật hay các đối tượng bị bệnh lý có một cái tinh thần sảng khoái hơn. Cũng có thể là tập bằng các cái nhóm tập online thì để mà có tương tác với cả những cái người khác thông qua công nghệ. Song song với tất cả những việc đó thì cần phải lưu ý việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và vệ sinh răng miệng đầy đủ, nạp đủ lượng đạm cần thiết, duy trì việc nhai nuốt qua trò chuyện hàng ngày, rồi là nhai kỹ, cung cấp đủ năng lượng thông qua các bữa ăn hàng ngày. Thì đối với cả người cao tuổi thì có thường khuyến cáo là chúng ta ăn theo 3 bữa chính, người ta ăn thêm các bữa phụ hay là bổ sung thực phẩm có nhiều đạm, protein trong các bữa ăn. Rồi là
tăng cường vitamin như là từ rau củ quả đấy. Và đặc biệt nữa là người người khuyết tật hay là người cao tuổi thì có gặp cái khó khăn trong việc ăn, thế thì tùy theo tình trạng bệnh lý của người bệnh thì chúng ta có thể chia nhỏ bữa ăn ra và chuẩn bị cái bữa ăn cho nó phù hợp theo cái điều kiện bệnh lý, ví dụ như là ăn cháo, ăn cháo xay hay là cơm nghiền, hay thậm chí là phải ăn qua sông, thì cũng chia thành 3 đến 5 bữa cho một ngày để việc hấp thu nó tốt hơn, đảm bảo được việc duy trì cái sức khỏe tốt cho người cao tuổi. Một lưu ý nữa là cũng cần phải uống thuốc đầy đủ, thì nhớ là dùng thuốc thường xuyên đối với những người mà có bệnh nền và đang có bác sĩ kê đơn thì nên uống thuốc đúng theo cái đơn của bác sĩ đã kê, và không phải vì là sợ Covid rồi là sợ mình yếu thế đi mà dùng thuốc tự ý thay đổi cái đơn thuốc. Ngoài ra thì có một cái kế hoạch cụ thể thì có thể là đặt thuốc trước hay là chuẩn bị thuốc một cái lượng thuốc nhất định phù hợp với cả thời gian giãn cách để tránh việc mà phải đi ra ngoài. Như vậy thì phòng Covid có nghĩa rằng là ngoài tất cả những cái việc mà 5K rồi khuyến cáo, thì cái duy trì các cái chức năng miễn dịch là duy trì một cái thể trạng tốt là một cái lời là một cái điều kiện rất là tốt để mà giúp người cao tuổi có hay là người khuyết tật có điều kiện để khó cho Covid chạm tới mình. Có 8 thói quen giúp cải thiện hệ miễn dịch, đó là không hút thuốc, hạn chế uống rượu, ăn uống lành mạnh và tăng cường rau trái, đó là tập thể dục thường xuyên, đó là duy trì cân nặng thích hợp, đó là ngủ đủ giấc và giữ vệ sinh như rửa tay và an toàn thực phẩm, và quan trọng lắm nữa đó là phải giảm căng thẳng. Mà cách giảm căng thẳng là phải hiểu được đại cục, phải hiểu biết rõ hơn về bệnh lý và về cơ thể mình để có thể có cái phương án hợp lý. Phải sống vui với hiện tại, có thể là phải tắt cả các cái máy, ví dụ như là các cái thiết bị kết nối bên ngoài khi mà chúng ta cảm thấy là tiếp nhận quá nhiều thông tin gây một cái hiện tượng là hoang mang, lo lắng, rồi là nghe quá nhiều tin xấu về Covid làm cho lúc nào cũng bị ám ảnh rằng là Covid nó rất là khủng khiếp và chúng ta có thể bị nhiễm bất kỳ lúc nào, và vì thế là sợ hãi, lo lắng quá mức gây ảnh hưởng đến tinh thần. Ngoài ra thì cần phải biết lên kế hoạch cho cái cuộc sống của mình. Ví dụ như là đối với những người có bệnh nền thì nên là xin thuốc hoặc là lưu giữ các số điện thoại của các bác sĩ gia đình để ví dụ như có hết thuốc thì có thể gọi cho bác sĩ, nhờ mời bác sĩ tới nhà khám để có thể cấp thêm thuốc. Và xin dự trữ thường là cấp thuốc bằng 2 tháng hoặc 3 tháng để đề phòng là khi mà dịch bệnh nó đang lan rộng như vậy thì cái người yếu thế không phải đi ra ngoài để đi mua thuốc nữa, hay là chuẩn bị những cái thức ăn dự trữ đủ để trong một cái khoảng thời gian là không phải đi lại, đi ra ngoài để mua thức ăn hay là phải gọi người mang tới để mà phải tiếp xúc với những cái người shipper đó, thì chỉ được việc lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình cũng giúp cho giảm căng thẳng, giảm lo lắng và có cái điều kiện để phòng bệnh tốt hơn. Và để mà duy trì cái mối giao thương với bên ngoài thì chat với người thân, với bạn bè thường xuyên để mà tạo ra một cái cảm giác không bị cô lập. Vậy tóm lại, để phòng lây nhiễm thì chúng ta cần phải hiểu biết sáng suốt, phải tuân thủ 5K đúng cách vì mình và vì mọi người. SARS-CoV-2 không phân biệt người giàu hay người nghèo, người khỏe hay người ốm, nó chỉ thích những người kém hiểu biết. Vai trò của vaccine COVID để mà phòng bệnh thì chúng ta còn thấy là ngoài các cái phương tiện tự phòng bệnh, rồi là gia tăng cái dinh dưỡng, rồi là tập luyện, tất cả những điều đó, thì chúng ta còn có một cái nữa, có một công cụ nữa để phòng bệnh, đó là tiêm vaccine. Cơ chế hoạt động của vaccine thì giống như là đánh trận giả vậy. Các vaccine đều có thể vận chuyển hoặc kích thích cơ thể tạo ra các protein vô hại mà chỉ được tìm thấy trên bề mặt của virus SARS-CoV-2. Sau khi mà được tiêm vaccine thì hệ miễn dịch của cơ thể sẽ nhận diện các protein lạ này và từ đó sẽ tấn công và ngăn chặn virus nếu như có tiếp xúc với chúng.
Và hiệu quả thực tế thì hiện nay chúng ta được nhìn thấy là ở Việt Nam đang có các loại vaccine như là AstraZeneca thì phải tiêm 2 mũi và mũi 1 cách mũi 2 từ 8 đến 12 tuần. Hiệu quả được bảo vệ là khoảng từ 62 đến 90%. Đối với vaccine Pfizer của Mỹ thì với cơ chế là cung cấp thông tin thì liều dùng cũng là 2 liều và cái liều thứ nhất cách liều thứ hai từ 3 đến 4 tuần. Hiệu quả bảo vệ là 95%. Vaccine Moderna thì cũng tiêm 2 mũi và cách nhau 4 tuần, hiệu quả bảo vệ cũng là 95%. Hầu hết các vaccine khi tiêm thì đều là an toàn. Có một số cái phản ứng phụ của vaccine thường gặp là khoảng 10% thôi, là hơi đau nơi tiêm, sốt rồi ớn lạnh, mệt mỏi, đau đầu, đau vai, tăng cái cảm giác đau trên cơ thể. Ngoài ra thì rất hiếm gặp, nó chỉ chiếm tỷ lệ 0,001% là gồm có các cái biểu hiện của rối loạn đông máu, thuyên tắc, huyết khối hoặc là giảm tiểu cầu, rồi viêm cơ tim và sốc phản vệ. Phản ứng khác nhau của vaccine trên từng cá thể và thường thì chỉ mất 2 đến 3 ngày là cơ thể trở lại bình thường. Hiếm hoi có một vài trường hợp nó kéo dài tới 5-7 ngày. Vì vậy, chúng ta nên tiêm ngay vaccine khi mà có cơ hội được tiêm và nên tiêm đủ 2 liều. Những sự thật về vaccine đó là vaccine COVID-19 không thể gây bệnh COVID-19. Nó cũng không làm thay đổi hoặc tác động lên DNA của cơ thể. Và sau khi tiêm vaccine thì hãy tiếp tục đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, duy trì giãn cách vật lý, tuân thủ 5K để giữ an toàn cho bản thân và cho cộng đồng. Thông thường thì phải mất 2 đến 4 tuần sau khi tiêm liều thứ hai, cơ thể chúng ta mới có đầy đủ khả năng miễn dịch. Và vì vậy thì sau khi tiêm vaccine, cơ thể vẫn có khả năng bị nhiễm hoặc mang virus, thậm chí vẫn có thể lây truyền được virus cho người khác. Do đó, vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm và phải tuân thủ 5K. Vậy thì lúc nào sau khi tiêm chủng thì chúng ta cần phải đi khám? Sau khi tiêm chủng, nếu mà chúng ta thấy có các cái hiện tượng khó khăn trong ăn uống, đối với người cao tuổi thì người chăm sóc sẽ phải nhận biết các cái triệu chứng này, tức là đang ăn bình thường thì bỗng nhiên là khó ăn hơn, khó nuốt hơn, thậm chí từ chối sinh hoạt hoặc di chuyển thì trở nên các cái khớp chân tay nó cứng hơn, rồi có hiện tượng tụt huyết áp và rối loạn nhịp tim, hay là bệnh người bệnh kêu đau ngực liên tục, đau bụng liên tục, thậm chí có hiện tượng khó thở, thở rít, sưng phù lên chân, bên chân lên, hoặc là đau đầu, bệnh nhân kêu đau đầu hoặc là đau đầu nặng và đau tăng lên, không đỡ khi mà dùng thuốc giảm đau, thậm chí là đau càng ngày càng đau nhiều và khi nằm hoặc là cúi về phía trước thì lại người bệnh kêu đau hơn, kết hợp với mờ mắt, khó nói, buồn nôn, yếu cơ, lơ mơ hoặc co giật, có thể có những cái xuất huyết lấm chấm dưới da hoặc bầm tím da so với trước khi tiêm thì cần phải gọi cho bác sĩ hoặc thông báo nơi tiêm chủng để đi khám ngay lập tức. Như vậy chúng ta đã hiểu rằng là vaccine có khả năng giúp cho cơ thể chống được virus, và nếu mà không may có nhiễm virus thì cũng làm ngăn chặn cái khả năng tiến triển nặng của bệnh. Vì vậy cho nên là chúng ta nếu có điều kiện để tăng tiêm vaccine thì chúng ta nên cố gắng để ưu tiên cho những người cao tuổi, những người bệnh nền được tiêm vaccine sớm, bởi vì họ là những người có nguy cơ mắc cao hơn người bình thường khác. Khi mà mắc COVID-19 thì chúng ta làm gì? Cần phải bình tĩnh xử trí, không hoảng loạn, không cố gắng để mà tìm kiếm cái sự hỗ trợ làm lây lan thêm bệnh. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì việc chăm sóc F0 tại nhà là một cái chăm sóc mà được khuyến cáo là tương đối tối ưu. Cố gắng để mà chăm sóc tốt để không làm tăng nặng các triệu chứng ngay tại nhà. Và phải có kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Phải hiểu biết, phát hiện dấu hiệu nguy hiểm chuyển nặng để báo cho bác sĩ thì có thể chuyển viện và điều trị, đưa về bệnh viện để điều trị tập trung. Và lưu ý thêm, khi mà chăm sóc cho người yếu thế bị mắc COVID
thì chúng ta cần phải rất là lưu ý, bởi vì là người ta gặp cái hội chứng kiếm dục, cho nên cái việc bổ sung dinh dưỡng là do cái người chăm sóc phải mang tới. Vì vậy thực hiện cái chế độ ăn đủ dinh dưỡng được khuyến cáo là khoảng 1.700 đến 1.900 kcal một ngày. Dinh dưỡng phải cân đối, đầy đủ protein với vitamin với khoáng chất, có nhiều rau xanh. Và tôi cũng xin nhắc lại là nên chia nhỏ cái bữa ăn và tùy theo cái mức độ kiếm dục của người bệnh để có thể xây dựng cái chế độ ăn phù hợp, bao gồm cả chế độ ăn bệnh lý đối với những người có bệnh nền. Chúng ta có thể chia ra là ăn cháo, ăn bơm qua sông, hay là cơm nghiền, tức là chọn cái chế độ ăn phù hợp lý đối với cả người bệnh. Có thể bổ sung thêm sữa các loại 1 đến 2 cốc một ngày cho người cao tuổi hoặc là người yếu thế để tăng cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho người bệnh. Thứ hai là cần phải duy trì các thuốc điều trị bệnh nền sẵn có để đều đặn theo chỉ định của bác sĩ. Kể cả khi đã mắc Covid rồi thì phải song song điều trị cả bệnh nền lẫn Covid và không được bỏ thuốc. Cái thứ ba là tăng cường luyện tập tại phòng cách ly, trên giường, tùy theo điều kiện bằng các bài tập phục hồi chức năng, xoa bóp hỗ trợ, tập luyện thụ động. Ví dụ như là người bệnh không thể tự làm được thì cái người chăm sóc hoặc nhân viên y tế sẽ có thể hỗ trợ người bệnh tập ở trên giường, ngay trên giường, lăn trở thường xuyên, vỗ rung, massage phổi để cho có tăng cái khả năng có sức khỏe để có thể hồi phục tốt hơn. Tăng cường kết nối với người thân qua điện thoại để tránh cái việc là khi mà bị nhiễm bệnh rồi thì càng hoang mang hơn, càng hoảng loạn hơn thì dẫn tới là các cái phản ứng có hại xảy đến với cơ thể. Bằng các phương tiện như là điện thoại, email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc là có thể bằng âm nhạc để cho tĩnh tâm trở lại. Tôi cũng đã gặp những cái người bệnh mà bị phản ứng rất là mạnh khi mà người ta nghĩ rằng là người ta bị phản ứng với thuốc. Tất nhiên là trước đó người ta có một cái quá trình là có bệnh lý và thường xuyên là rối loạn lo âu, cho nên khi mà bị mắc Covid hay là chỉ đi tiêm vaccine thôi, không thì là người ta tăng cái khả năng lo lắng lên và bỗng nhiên là trở thành một cái là hoang tưởng bị bệnh. Mặc dù cái triệu chứng nó không phải như thế nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng là người ta bị như vậy và bị ám ảnh rất là mạnh, làm cho người ta bỗng nhiên là rối loạn cái tim mạch do cái rối loạn lo âu, rồi là tự lấy thuốc để uống để trấn an mình và gây ra những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Trên đây là tất cả những cái phần mà chúng ta cần lưu ý khi chăm sóc các đối tượng yếu thế. Và rất mong rằng là chúng ta, mọi người sẽ được an toàn trong đại dịch. Xin chân trọng.